Mùa hè về là lúc lũ muỗi phiền toái bắt đầu xuất hiện, rình rập đốt bé chít chít ở tay chân. Nguy hiểm hơn nữa, muỗi còn có thể lây cho cả gia đình những mầm bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, sốt rét, sốt vàng da và nhiều loại bệnh khác. Mách ngay cho mẹ chiếc máy bắt muỗi thông minh nhà chị bé, giúp mẹ diệt muỗi hiệu quả, nhàn tênh, bảo vệ cả nhà trước những mầm mống gây bệnh phiền toái. Có hai màu sắc cực xinh là trắng và xanh cho ba mẹ lựa chọn. Máy được trang bị công nghệ bẫy ánh sáng tiên tiến, sử dụng đèn OLED tím với bức sóng cao giúp mở rộng phạm vi thu hút muỗi, nâng cao hiệu quả bắt muỗi. Sau khi muỗi bị thu hút bởi ánh sáng tím, máy sẽ diệt gọn muỗi bằng dòng điện, không sử dụng bất cứ hóa chất nào, đảm bảo an toàn cho cả mẹ bầu và trẻ nhỏ. Thiết kế nhỏ gọn, trang bị thêm chân đứng và quai cầm tiện lợi giúp ba mẹ đặt bàn hay treo máy ở mọi nơi đều phù hợp. Sử dụng với nhiều không gian trong căn nhà của ba mẹ như phòng khách, phòng ngủ hay phòng bếp cũng được luôn. Ba mẹ chỉ cần đặt máy ở môi trường thiếu sáng, nơi muỗi hay tụ tập để được hiệu quả tốt nhất nhé. Bên cạnh đó, máy có pin tích hợp dung lượng 3000 mAh, cho thời gian sử dụng từ 8 đến 9 tiếng liên tục với một lần sạc đầy. Bắt muỗi hiệu quả, tiện lợi mọi nơi thế này, mẹ sắm ngay một chiếc để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình nhé.